Hey hey, và hôm nay khỏe không tất cả anh em? Dũng Spy đây và chào mừng anh em đã đến với Tap Sir. Anh em biết Tap không? Totally Accurate Butter Simulator. Và đây là cái game giả lập người qua đánh nhau rất là phê mà hôm bữa mình có chơi với anh em. Nhưng mà hiện tại mình đang chơi một cái phiên bản của nó, gọi là phiên bản khác của nó, gọi là Zombie Later, có nghĩa là kiểu bắn zombie hay là gì đó. Mình nhận được code của cái game này vào mấy ngày trước. Và ok, hôm nay mình sẽ chơi cho anh em cùng xem. Let's go boy. Ôi, anh em ạ, à, mình vừa bị vứt vào một cái thế giới gì rất là ảo diệu. Nhìn cũng hơi ghê. Toàn một màu đỏ không. Hello, đứa nào vứt bố vào cái chỗ vườn không nhà trống thế này? Trong Taps mình hay chơi thì đây chuẩn xác là người qua luôn. Thế anh em thấy đấy, đến cả đấm mà nó cũng y chang nữa. Đừng, phải zombie hay người chơi vậy? Mày mình nghi zombie quá. Rồi đây này, mình đấm nó được không? Ui, what the, ui hai con luôn. Thôi né vậy. 300 kế đầu tiên là chạy nhanh. Hay là mình quay lại mình chơi nó thử xem nhỉ. Mình có 100 máu. Ui, phải cức. Mày đấm bố. Đâu? Ui, đánh đâu vậy? 81 máu. Mày, đâu, mày thích chơi hả? Wanna fuck me, boy. Rồi, hai con chết rồi, nhưng mà mình tốn nhiều máu quá. Sắp hẹo luôn rồi. Giờ chỉ còn nửa cây máu thôi, bên này có cái gì đây? Mấy cái cây, trời ơi, nhìn kinh thế. Hello, anybody here? Phải ở đây không? Trong nhà có gì? Oh, shotgun. Oh damn. Kìa, dưới kia có một con đấy kìa. Anh em có thấy không? Nhìn mặt rất là bựa. Động phộng mát, như kiểu thế giới bị hủy diệt rồi đấy nè. Như kiểu chúng ta đang ở trong một cái thế giới bị tàn phá, bị hủy diệt rồi. Trong này chẳng có méo gì ngoài zombie cả. Có hiện tại có 7-8 người chơi gì đó đang trong cái game này, đang trong cái khu vực này. Nhưng mà làm sao để mình có thể tìm ra họ đây? Chúng ta có đạn shotgun, vậy là chứng tỏ là trong game này sẽ có súng. Không có súng thì chơi zombie là lúc nào cũng phải có súng hết anh em ạ. Bắn nó mới đã tay. Nhưng mà hiện tại là, nhưng mà bây giờ làm sao để tìm? Oh, one more zombie. Mình thấy thêm một con nữa. Trên kia có cái gì đó. Có cái gì đó sao giống mấy cái nhà thế kia, nhưng mà nó nằm cái kiểu gì kỳ dị thế kia. Ok, có nhà, chuẩn nhà luôn. Nhà này mở cửa rồi à? Hay là ai mở? Phải là người chơi mở không? À quên, làm gì có cửa mà mở. shit. Ôi làm sao để chúng ta đi lên trên kia đây? Có vẻ như là chúng ta không lên trên kia được rồi anh em ạ. Vậy là chỉ có mấy cái nhà trên này thôi, mình méo tìm ra cái gì hết. Không có súng, không có gì hết. Đây, cái gì đây? What the hell? Cái gì thế này? Chúng ta có một cái đường ống đi qua. Hello. Không có méo nào ở đây hết. Ui gì đây? What the hell? Anh em có thấy cái mình đang thấy không? Ui, ê, nó rơi rồi. Nó bị lỗi. Cái con zombie nó bị lỗi. Hello man. Oh, what the hell. Nó chuẩn xác là con zombie luôn, không phải người chơi. Mình cứ tưởng là con người chơi. What the fuck? Đâu ấy? Ấy rồi, mày. Trời ơi. Mình cứ tưởng người chơi để mình vào cứu nữa chứ. Nãy nó vừa kẹt trên cây này. Đậu phộng. Lại không có cái méo gì trong cái nhà này hết. Ui. Oh my god. Ui, zombie khổng lồ. Holy shit. Một dẫm chắc tôi nằm luôn quá. Oh damn. Chúng ta thử đi lại gần nữa xem. What the hell? Cái quái gì thế này tôi không hiểu. Ui, nhìn nó đi kìa. Kinh vãi nồi. Trời ơi, giá nhưng mà tôi có khẩu súng đây nhở.
giá nhưng mà tôi có khẩu súng đấy. Oh my god. Wow. What the fuck? Cái gì đấy? Ui ma quỷ. Quỷ mắt sáng à? Ôi. Ôi. Ôi ma. Ôi. Ôi. Ôi đậu phộng. Ui mày 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 chơi đông vậy. Ui mẹ quỷ. Quỷ mắt sáng. Kinh dị thế. Nhưng mà anh ấy đang ngồi hay là đang đi đấy? Mình không biết nữa. What? Wait. What? À, mình không hiểu vì lý do gì mà tự dưng mình bị out ra ngoài màn hình chờ rồi. Để mình vào lại. Ui. What? À, come on. Đây rồi, mình vừa vào một cái khu nhà rất là lớn rồi. Mình kiếm được một con dao. Oh my god. The hell man. What the hell. Ok. Một khu nhà cực kỳ bự luôn. Ê. Oh, 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 shit, dude. Ai đây? Hello. I have no weapon. Ông bạn này nói với mình là không có vũ khí. Yeah. Yeah. I'm, tôi là người mới. I'm new beer. Yeah. Nó không phải là new beer à? Nó không phải là người mới chơi à? Đậu phộng. Ok. Mình nghe. Oh my god. Hello. Sao đông vậy? Trời ơi sao bây giờ gặp đông quá vậy? Ê. Bên này có cái gì đó. Revoke. Oh my god. I have a gun man. Come on. Được rồi. Ngon rồi, chúng ta đã có một khẩu súng phòng thân. Trừ khi bị ám sát lấy súng nó bắn thôi. Biết sao giờ. What? Ngắm kiểu gì đây? Ngắm kiểu gì đây? Bữa vãi nồi. Ui. Ua. Gì đây? Ua. 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 Ui. Bên kia có một cái tháp rất là cao anh em. À. À. Một thế mà giờ con ạ. Một thế mà giờ con ạ. Come on man. Come on. Come on. Come on. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy hả? Đứng dậy nữa không? Wow, một cái tháp rất là cao luôn. Xem chúng ta sẽ leo lên đỉnh tháp như thế nào đây. Lại zombie kìa. Mấy chú làm em ngứa mắt rồi đấy. Khá là ngứa mắt rồi đấy. Come on, come on, come on. Một... What? Kinh vậy. Mà một viên cái nằm luôn à. Trời ơi. Dị thế. Gì đây? Đạn súng trường hả? Kinh vậy. Ui. Hello. Hey. Hello. Don't shoot me, man. Hello. Mà thằng này nó tính bắn mình thật anh em ạ. Thằng này nó tính bắn mình thật. Đậu phộng. Vậy thì mình cũng phải bắn nó thôi, tự vệ mà. Trời mắt. Oh my god. Shit dude. Rồi. Thôi ăn cám luôn. Đậu phộng. Trả bắn shot gun game vậy. Đậu sao tôi cầm. Mà tôi cầm cái khẩu súng Sida vãi cực luôn thề. Bắn hoài không trúng. Có cả Slenderman trong cái game này nữa hả? Vãi Slenderman không? Holy.
Oh, what? Ui, ui, kinh vậy. Ui, sao mình vẫn chạy được kìa. Ui, sao nó chạy. À, hình như nó chạy hơi chậm. Oh, come on. Oh, oh, oh. Hey, help. Help, need some help, man. Hey, đấy, giết nó, đúng rồi. Yeah. Yeah, kill. Kill him. Đúng rồi, bắn nó đi em bạn ơi. Đúng rồi, chuẩn rồi. Chơi nó. Bắn bắn đi. Bắn đứng nhìn hoài. Nice. Good good friend. Yeah. I am a slender man. Hello. I'm newbie. Do you have any gun for me? Whoa! Thank you. Trời, nó cho mình khẩu UMG luôn này nè mà, khẩu gì đó nhìn bắn rất là ghê. Má mình nghe. Ủa, tiếng bắn súng ghê vậy. Ê, hết đạn. Trời má, nó bắn kim vậy. Ghê, ghê thế. What? Hình như mình giết được một thằng. Oh, nice. 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 Oh shit. Ma thằng này lại có khẩu ấy, khẩu AK luôn này. Kinh vậy. Mà mình có nên bắn nó không? Oh, it's nice. Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Nó tới kìa em ơi. Nó tới kìa. Oh what? Mà nó giẫm mình đúng một hit thôi à? Rồi xong. Rồi. Chết mẹ, mất hết súng luôn. Rồi xong. À thôi nạt. Mình có shotgun nữa. Đây là 4, là 3 thanh niên lúc nãy. À mình đứng đây mà mỗi mình bị giết thôi. Ủa sao, sao lắm đạn vậy? Rồi trời ơi, mấy ông này, mấy ông này, mấy ông hắc đạn rồi anh em ạ. Đây này, đây này, có một con đây này anh em ơi, có một con đây này. Ui hai con luôn. Ở đây nữa. Ui, ui ma, cái con này này. Trời ơi, nãy cái con này nó giậm mình đúng một hit chết luôn. Mày hả? Đậu. Ui sao đông vậy? Sao đông dữ vậy? Mình bắn nó không trúng một hit nào luôn. Come on, bitch. Come on. À, chạy à? Chạy à? Chạy đi đâu? Chạy mà chạy đi đâu? Ui, vẫn còn sống. Ui trời, ma suýt thì chết. Holy shit man. Có thằng nào đó nó hack súng lên em ạ. Nó hack cái khẩu súng của mình lên 99.749 viên đạn. Đâu không. Thằng này nó hỏi là mình có muốn khẩu súng nào huyền, súng huyền thoại nào đó không. Wow. Where. Oh, nó bảo đi lên trên núi. Ok man, let's go. Ok man, let's go. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên núi để lấy súng huyền thoại nữa mà. Nghe thím này nói vậy. Đấy sao nằm rồi. Hey man, come on, đứng dậy nào. Ok đi. Ui, má sao nó đi nhanh vậy. Mà nó, what the fuck, nó bò kìa. Kinh. Trời ơi, mà ông này cũng hack rồi. Bò nhìn dã man. Đông vậy. Đông vậy. What the fuck man. Ui. Ui gì thế kia. Ui má, nó có sừng kìa. Nó có sừng kìa nè mày. Nó có sừng kìa.
Thấy chưa? Ui má, sao tên này mẹ toàn là zombie, mẹ có sừng không vậy? Ui mẹ, bắn mãi mới chết kìa. Ua. What? What? What the fucking sh... cái con gì thế kia? Mẹ. Anh em ơi, cứu, cứu. Ui dồi ôi, trên này toàn mẹ zombie kiểu luyện gì ấy. Nhìn này, hai tay nó cầm cái gì thế kìa. Oh my god. Đây. Mày tới đây. Mày tới đây. Oh my god, no, 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 không ổn, không ổn. Chết mày ai, chết chưa, chết chưa, chết chưa. Đâu thế? À, nó giống như Satan vậy đó. Nó đi trang như quỷ Satan vậy. Oh shit. Oh what? Oh shit. Ủa sao tự... Mai sao tự dưng tôi chết hay vậy? Ơ, đầu phộng. Trời ơi, tôi bị nhiễm độc hay là tôi bị mà, tôi bị thằng nào nó bắn sau lưng rồi. Chơi vậy không vui gì nào luôn đâu. Oh my god. What the fuck. Wow. Wow. Wow, what the hell. Mắt trên này là núi lửa à? Ôi kinh vậy. Ôi, ôi mẹ, có cái lỗ. What the fuck. Ôi, ôi kinh là nha. Cái gì đây? Cái này có chui vào được không? No. Trời, chúng ta vừa phát hiện ra được một cái lỗ rất là kinh dị ở đây. Này như kiểu cái lỗ trong núi lửa ấy. Nhưng mà tự dưng lên đây cái thì nhạc nổi lên nghe rất là ghê. Bây giờ sao để đi xuống cái lỗ này đây. Ê, ê, đậu mẹ, chui xuống được luôn. Ô. Oh. What? Ôi thôi chết tôi rồi, thôi xong rồi. Thôi 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 xong rồi, thôi 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 anh ơi, đừng anh ơi, đừng đừng. Ây da. Ây da, sao đông vậy? Come on man, come on. Ê, đậu mẹ, thôi xong rồi. Sao tự nhiên tôi bị vấp cái gì ấy? Chết rồi, chạy thôi, biết sao giờ. Trời, bây giờ nó cho mình khẩu súng gì đó thì ngon á. Ma biết, biết vậy, đi kiếm khẩu súng rồi. Biết vậy, chạy đi kiếm khẩu súng rồi chạy lên đây. Trời ơi, tôi thề luôn. Rồi, bây giờ nát rồi, bây giờ chắc chắn là nát rồi. Nát rồi. Ui. Ui, ui, sao lưng có một... Ui. Ôi sao hình như tôi nãy giờ tôi đi vòng phải không? Ôi mẹ, trong này là trong này chắc chắn là mê cung rồi. Chúng ta phải kiếm được đường ra hoặc là ở cuối. Ôi! Kinh vậy. Hoặc là cuối cái mê cung này sẽ có vũ khí hay là gì đó như kiểu thằng lúc nãy nói. The fuck? Lại quay lui lại cái chỗ này. Ok. Ta. Ok, mình nghĩ là mình bị kẹt trong mê cung rồi anh em ạ. Nãy mình chui xuống từ cái đường đó và bây giờ mình kiếm mãi, ngồi trong này 10 phút rồi mãi không kiếm được đường ra. Bị kẹt mất rồi. Ok, ok, thì rất cảm ơn anh em đã xem mình chơi Taps Zombie. Thực ra thì là một tựa game ngắn thôi nhưng mà cũng có rất là nhiều bí ẩn đấy. Nhà phát hành làm rất là hay, có trên núi lửa đấy có một cái lỗ đi vào, chắc chắn trong đó sẽ có kho báu hay là cái gì đó đại loại là rất là quý hiếm trong đó. Được rồi, thì nếu anh em thích mình chơi cái tựa game này, đấm vỡ cái nút like và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo hoặc là những tựa game tiếp theo. Thì xin chào và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.